là vì mưa to cho nên là cái dụng cụ để mà chơi DJ đã bị nói chung là nó có bị hư hại một chút và đẹp mang về, cho nên là hôm nay thay vì biểu diễn DJ thì chị sẽ hát. Và hôm nay chị Momochi sẽ hát hai bài hát gửi tặng cho tất cả các bạn. Vâng, và chị Momochi cũng rất là cảm ơn các bạn vì trời mưa rất là to nhưng các bạn cũng đã cố gắng hát lại đến giờ này. Có một bạn la rất là lớn à, bạn biết cái đó đúng không ạ? Vâng, chị muốn giới thiệu đến các bạn cái otage ạ. Các bạn thấy không ạ? Ở đây thì có thể một số bạn đã biết về otage và có những bạn biết chưa biết. Tuy nhiên là hôm nay chị muốn giới thiệu cho các bạn về cái này và sẽ cùng nhảy với các bạn. Hãy đừng nhảy cửa tập sáng cho người đang chơi này. Tôi nhìn bị sợ nơi rồi. Tuy nhiên là hiện tại là cái không gian của chúng ta rất là nhỏ và các bạn đứng sát nhau, cho nên các bạn đừng có làm quá mà đụng đến những bạn kế bên nha. Và phần cuối cùng thì các bạn hãy giơ hai tay của mình lên và vỗ tay ở trên không. Bây giờ các bạn có muốn làm thử không? Ok, vậy bây giờ chị sẽ cho chúng ta làm thử. Làm thử đi các bạn. Có thể là mình không múa được như chị nhưng mà mình có thể đưa tay sang hai bên cũng được ạ. Vâng, cái điệu nhảy này nó tương đối khó cho nên là các bạn chỉ cần đưa tay lên quẩy qua hai bên rồi đưa tay lên trên trời và vỗ trên không là được rồi, không sao bạn. Hai, tới lúc này thì mình thì không có tổ mua trời chúng ta nghĩ chúng ta muốn theo mà không nên ô tô kia 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 ô tô. Và hai bài hát của chị Momochi, chị rất muốn là các bạn sẽ cùng với chị và nhảy thật là vui. Được không các bạn? Momochi!
đẹp đó. Hey, đi, 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 đi. Ok, đi, 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 đ